bây giờ lại tiếp tục hút một hố nước bên này đi để lấp đất xuống nha mọi người nha. Nên là lúc nào máy bơm cũng phải thường trực ở đây 24/24 giờ để hút nước. Tại vì cứ hút xong cái mà không làm được luôn thì nước nó lại đầy lại như cũ nha. Đấy. Bây giờ là hố thứ hai, vừa hút xong hố bên này. Còn một hố bên kia nữa. Đất đắp để cho nó khỏi tràn vào hố bên kia nha. Còn anh ở kia thì đang chuẩn bị vật liệu để khi nào đào xong cái là để đổ luôn nha. Còn đây là cũng đang múc để sửa. Sửa để vẫn chưa được một hố, từ sáng rồi cứ múc xong nó lại lở xuống mọi người ạ. Đây cũng sâu vào đến 2 mét này. Đây này kìa, mọi người thấy mạch nước ngầm kia chắc mọi người không nhìn thấy đâu đúng không? Đây, nước nó vẫn cứ chảy vào mầm ấy. Đấy. Rất là khó xử lý.